Ông cháu đây, cắt tóc của gì ông cháu nhỉ? Giới thiệu với chú, đây là bạn cháu mới lấy người xe của người yêu mang đi đặt. Chú cắt cho kiểu đầu nào lạ lạ một tí để về báo mẹ chuộc xe cho người yêu. À, cắt quả đầu lạ lạ để chuộc xe cho người yêu nó gì? Vâng. Về báo mẹ à? Đéo mày chơi đéo đắt cả xe người yêu. Mày hơi liều đấy ông cháu ạ. Thế còn ông cháu cắt luôn không? Cháu cắt luôn chú. Thế ông cháu cắt kiểu gì? Cho cháu kiểu nào gọi là để tí cháu đi lên phố. À, kiểu đầu voi phố thế. Vâng. Lấy ông voi phố nhá. Vâng. Còn đằng này tí đã làm quả đầu ăn được cắt lịch sự để về báo nhà chuộc xe cho người yêu nhá. Ok chưa? Ngủ đi ông, hai ông cháu. Dậy đi hai ông cháu ơi, xong rồi đấy. Chú ơi, quả đầu đây 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 đây, quả đầu ông cháu đây, ông cháu ngồi bình tĩnh ngồi đây. Đấy, quả đầu leo bông của hai anh em cháu đấy. Này, gáy nhọn này. Nhìn này, hai quay 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 hai thằng gáy nhọn nhá. Đây là nhìn. Ok chưa? Ông Hoàng Phúc chưa? Được quá rồi. Chuẩn chưa? Rồi lét quá rồi. Lét rồi đi. Vâng. Thế bây giờ tính tiền xong rồi về mà báo nhà chuộc xe cho người yêu tôi. Chú ơi, cháu còn đúng cái điện thoại không? Chú cho cháu cắm nút ở đây để cháu cứ... Trên tiếp ạ? Vâng. Con này cầm bao nhiêu? Cháu cầm 2 triệu. Thôi chú nói đùa, ở đây chú không cầm đồ, không biết đâu. Chú nó cắt tóc làm gì, cầm đồ hai cháu thông cảm cái nhá. Vâng. Thôi thì hai thằng cắt tóc xong rồi, tôi đưa thằng này về mà báo mẹ nó đi ông cháu chưa? Còn chú ở đây không chỉ cắt tóc thôi, không cầm gối đâu. Hai thằng mới đang hết trăm. Tài khoản đấy thì ông cháu. Tiền mặt á? Đâu? Tiền mặt đâu? Mất thành đâu rồi? Đây. À, vẫn còn ăn treo à? Ôi, chú nói thật, chú phải về báo nhà nó đi cầm máy nào, cái gì? Nói thật, mở đàn này nó 300 cho chồng à? Thì ở đây không cầm cố.